Hơn một tháng triển khai, Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp dán quảng cáo trái pháp luật. Từ thông tin trên tờ rơi quảng cáo, Công an đã lên danh sách 367 số điện thoại liên quan cho vay tài chính với gần 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen để xác minh và khởi tố 6 vụ với 32 bị can. Điển hình, Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an quận 10 khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN và công ty trách nhiệm hữu hạn SoFi Solution về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất từ 153% đến gần 1.300%, thu lợi bất chính 4.123 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Tân Bình, Tân Phú truy xét hai nhóm đối tượng từ các tỉnh thành phố phía Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh hoạt động tín dụng đen với lãi suất từ 240% đến 695% một năm, đã khởi tố 3 vụ án, 9 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an cấp huyện rà soát, lập danh sách 19 lò độ xe, 234 tiệm sửa xe nghi độ xe, 12 cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện, phụ tùng phục vụ các đối tượng độ xe. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện tạm giữ nhiều phương tiện độ chế, phương tiện không rõ nguồn gốc, không có số khung, số máy, giấy đăng ký không do cơ quan thẩm quyền cấp, nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ độ chế, không có hóa đơn, chứng từ. Ngày 12 tháng 6, liên quan đến em học sinh lớp 9C, trường trung học cơ sở Hương Thủy, xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bị 30 bạn hành hung không thể thi vào lớp 10. Ông Võ Huy Thuật, hiệu trưởng nhà trường nói, vụ việc chả có gì mà báo chí cứ làm rối lên, tôi không nghĩ trường tôi có bạo lực học đường. Tại cuộc làm việc với ông Võ Huy Thuật, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng có chụp hình buổi làm việc. Bất ngờ ông Thuật lớn tiếng nói, chụp hình tôi là xấu xa. Phóng viên giải thích việc chụp hình là hoạt động báo chí bình thường, khuôn viên nhà trường không cấm quay phim chụp hình. Cùng đó ông Thuật bất hợp tác, không làm việc, gọi một số giáo viên vào gây áp lực xóa một số hình ảnh, cản trở báo chí và từ chối làm việc. Trong một diễn biến khác, tại Bệnh viện Trung ương Huế, em học sinh bị bạn hành hung được chẩn đoán sang chấn tâm lý. Trước đó, trong tiệc chia tay học sinh lớp 9 vào ngày 3 tháng 6, nạn nhân sinh năm 2008, học sinh lớp 9C, trường trung học cơ sở Hương Thủy, đã bị một nhóm bạn khối 9 đưa ra sau khu vực nhà vệ sinh, hành hung hội đồng. Cha của em, ông Trần Văn Vương cho biết, cháu quá hoảng loạn và trầm cảm nặng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và không thể tham gia thi vào lớp 10. Theo ông Vương, con của ông không chỉ bị hành hung lần này mà bị hành hung từ năm lớp 7 đến nay. Tuy nhiên cháu không dám kể lại vì sợ bị trả thù. Chính vì thế cháu luôn bị hành hung hội đồng. Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường tử thi để điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, khiến một bé trai 8 tuổi tử vong dưới giếng sâu. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc chơi đùa trước nhà, bé trai không may bị rơi xuống giếng sâu. Nghe tiếng hô hoán, ông ngoại bé đã liều mình nhảy xuống giếng cứu cháu. Nhận tin, ngay lập tức Công an tỉnh Bình Phước đã điều một xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và các lực lượng địa phương lên phương án ứng cứu. Tuy nhiên, do giếng sâu gần 20m, thiếu oxy, khiến người dân và lực lượng chức năng rất vất vả mới kéo được người ông lên mặt đất trong tình trạng đuối sức. Sau khoảng 20 phút, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được thi thể bé trai lên bờ. Chiều ngày 12 tháng 6, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng trọ trên đường Nguyễn Bình, khu phố 6, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Trước đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện anh TCT, 44 tuổi, quê Quảng Trị, đang trong tư thế treo cổ trong phòng. Chị LHO, 35 tuổi, quê Cà Mau, nằm bất động trên võng. Các đơn vị nghiệp vụ sau đó tới tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Theo người dân, trước đó vào tối qua họ có nghe cặp đôi này cãi nhau.
Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Lan, sinh năm 1968, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, bà Lan từng làm nghề buôn gỗ nên quen biết với người đàn ông sinh năm 1959, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, làm nghề thợ mộc và mua gỗ. Khoảng tháng 10 năm 2020, bà Lan nhiều lần gọi điện thoại cho ông này nói rằng đã mua được một cục trầm nặng khoảng 7kg tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Cục trầm này được một công ty nước ngoài mua với giá 1 tỷ đô la Mỹ. Tiền bán trầm đã được bên mua chuyển về một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam. Bà Lan nói với người đàn ông cần phải có 3 tỷ đồng để đóng thuế và bồi dưỡng nhân viên ngân hàng mới giải ngân được 1 tỷ đô la Mỹ, rồi hứa cho ông 1.000 tỷ đồng nếu ông chấp nhận cho mình tiền làm thủ tục giải ngân. Vì tin tưởng, người đàn ông đã đưa cho bà Lan với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã ban hành 3 quyết định truy tìm người, gồm Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm. Đây là 3 luật sư từng tham gia bào chữa vụ án Tịnh Thất Bồng Lai xảy ra ở ấp Lập Thành, xã Khánh Hòa Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các luật sư này đã có những hành vi phát tán trên không gian mạng xã hội, những đoạn video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Khi thấy các đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, địa chỉ số 4648 Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723-989-200 hoặc điều tra viên Huỳnh Hưng, số điện thoại 0819-337-337 để phối hợp giải quyết.